Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu giỏ quà nhân dịp Tết 2020 rất là đẹp mà giá rất hợp lý các bạn nhé. Đây, như các bạn nhìn thấy giỏ quà của mình này có cà phê này, trà chanh này, chè sen này, bánh, mứt, bia, nước ngọt, kẹo, giỏ quà đẹp. Đấy. Các bạn nhìn mẫu đằng sau của mình. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các nguyên liệu để bó được cái giỏ quà này. Đầu tiên đó là giỏ quà. Nhưng mà các bạn lưu ý là những cái giỏ quà đẹp này thì nó thường là có đinh. Camera hơi mờ. Đây các bạn nhìn thấy đinh ở đây nhé. Thì các bạn sẽ phải dùng kìm. Dùng kìm để dập hết cái đinh này lại. Tại vì trong quá trình bó của chúng ta là sẽ để nước ngọt hoặc là bánh kẹo. Nếu mà có đinh này thì nó sẽ làm hỏng hết hàng hóa của chúng ta. Thứ hai nữa là nếu các bạn cứ để như này thì có thể là sẽ gây chảy máu cho những khách hàng hoặc là những người mà không biết. Những cái đinh này thì sẽ hay bị rỉ, sẽ gây nhiễm trùng. Đấy. Nên là chúng ta phải dập hết đinh đi này để có sự an toàn. Đấy. Các bạn lưu ý những cái như này, rất là nhiều đinh, toàn đinh dài thôi. Đây không phải là đinh nhé các bạn, mình đính chính lại đây là cái ghim, nhưng mà nó cũng sắc nhọn như cái đinh. Rồi, và mình đã làm xong được cái giỏ đẹp. Tiếp theo là mình sẽ cho kim tuyến. Đấy, buộc kim tuyến này. Những cái giỏ đẹp như này có thể là mình sẽ cho 2 cái dây kim tuyến luôn các bạn. 2 dây kim tuyến để 2 chiều. Đấy, giỏ quà là 4 chiều các bạn thấy chưa? Rồi. Tiếp theo các bạn cho giỏ vào trong túi bóng. Các bạn lấy nguồn lực đẩy cái này để cho nó không bị dính. Tiếp theo là cuốn túi bóng. Cho giỏ vào. Và các nguyên liệu để bó thành được cái giỏ quà, mình sẽ cho trà chanh này, mứt này, một lon bia, một lon nước ngọt, cà phê, bánh lương khô kim phát tài, một hộp chè sen, một hộp bánh trứng Sài Gòn, một gói kẹo, và còn một hộp kẹo. Hiện tại mình đang không còn nguyên liệu ở đây rồi các bạn. Thế thôi, và cái giỏ này thì mình sẽ lược bớt đi và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Những cái bánh to thì các bạn sẽ cho vào đầu tiên. Đấy. To cho vào đầu tiên. Tiếp theo là hộp mứt, cho đằng sau hộp bánh, một hộp cà phê đặt ngang, trà chanh, bánh kim phát tài đặt ngang so với hộp bánh, song song với hộp bánh này. Đấy, cân đối này. kẹo này. Lần này mình sẽ cho gói kẹo trước mặt. Chè này để hiện cái chữ Nitty ra ngoài. Một lon bia, lon ngọt, đấy, các bạn thấy chưa? Đã là sắp xong được cái sản phẩm rồi. Hiện tại thì đang hơi trống nên là mình sẽ cho chè sen lên trên đỉnh nhé. Xong. Vừa qua đã hoàn chỉnh rồi. Đấy. Bó xong rồi các bạn sẽ gập cái này xuống. Tuyệt vời. Lưu ý các bạn là cách cầm giỏ quà nhé. Đây, hiện tại giỏ quà của chúng ta thì nó có tay. Nếu mà nhiều người không biết là họ sẽ hay là cầm luôn ở cái túi bóng này. Nhưng mà túi bóng này cực kỳ là dễ bị rách. Chính vì vậy là các bạn là phải cầm một cái quai của giỏ quà. Đấy, cầm rất chắc chắn. Thế là cái giỏ quà của mình đã hoàn thành rồi các bạn. Đấy, giỏ quà rất đẹp. Mọi người không biết thì có thể là cứ comment nhiệt tình, là mình có rất nhiều các mẫu đẹp. Chỉ cần có mặt hàng là mình sẽ xếp được vào giỏ rất là đẹp như này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhé. Xin chào.